Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Suy niệm: hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Lễ này có từ thế kỷ thứ 6 trong giáo hội Đông Phương và được mừng kính như một lễ về Đức Mẹ. Việc Mẹ Thiên Chúa bước vào đền thờ có nghĩa là việc ông Gioa-kim và bà Anna, cha mẹ của Đức Trinh Nữ, đem dâng Đức Maria cho Thiên Chúa trong đền thờ. Từ trước khi có địa cầu, có mặt trời, mặt trăng và mọi loài, mọi thứ trong vũ trụ, thì Thiên Chúa đã ghi tạc hình ảnh chúng ta vào trái tim của người, đã yêu thương chúng ta với một tình yêu vĩ đại. Vì thế mà Thiên Chúa đã trao ban mọi ân huệ của người và kêu gọi chúng ta để chúng ta được nên thánh thiện, tinh tuyền và được hưởng hạnh phúc sung mãn với người. Do đó, cuộc đời của mỗi một người chỉ thực sự có ý nghĩa và giá trị khi làm cho nó trở thành tiếng vọng tình yêu, thành hiến lễ dâng lên Thiên Chúa. Người đầu tiên đã hát bản tình ca đó, người đầu tiên đã yêu Chúa với một tình yêu thắm thiết nhất, phải nói là Đức Maria. Cuộc đời của Đức Mẹ quả thực là một cuộc tận hiến triền miên mà ngày dâng mình vào đền thánh được coi như ngày khai trương của tình yêu tận hiến. Theo truyền thuyết của tập tục Do Thái, khi lên 3 tuổi, cô bé Maria đã được đem dâng cho Thiên Chúa và ở lại trong đền thờ Jerusalem. Biến cố đó bình thường ở trong khuôn khổ tập tục, nhưng đối với Maria lại có một ý nghĩa hết sức lớn lao. Người đã đến đó với tất cả tâm tình tha thiết, với tình yêu thương và lòng kính sợ Thiên Chúa. Người muốn cuộc đời mình hoàn toàn thuộc về Chúa và phụng sự thánh ý của người. Ý chí và hành vi tận hiến toàn vẹn đó đã được thể hiện qua một đời sống cầu nguyện, tập luyện nhân đức, sống hết sức trong sạch, vâng phục và hy sinh. Nhờ cuộc sống niên thiếu anh hùng và tuyệt đẹp như thế, Maria đã kết cho mình một triều thiên hạnh phúc của Thiên Chúa và trở nên gương mẫu bất diệt cho muôn thế hệ loài người. Chính vì vậy mà sứ thần trong giây phút gặp gỡ đầu tiên đã cung kính thốt lên: "Kính chào bà đầy ơn phúc." Cuộc hiến dâng của mẹ thật lạ lùng, thật cao cả và đã trở thành kiểu mẫu cho mọi tâm hồn. Mỗi một người chúng ta đã được trở nên con cái Thiên Chúa, đã thuộc về Chúa Kitô nên cũng phải đáp trả lại lòng yêu thương của người. Vì thế, điều chúng ta phải làm là bắt chước mẹ, noi gương mẹ, hiến thân phụng sự Chúa, dâng cuộc đời mình cho Chúa. Dâng cho ai cái gì thì cái đó phải quý, phải tốt đẹp, phải gói ghém tất cả tâm tình của mình. Đức Mẹ từ nhỏ đã dâng cho Chúa toàn những của lễ tốt đẹp, tâm tình yêu mến, là những lời cầu nguyện sốt sắng, hy sinh, là việc tuân giữ cặn kẽ lề luật của Chúa, lòng yêu thương giúp đỡ mọi người. Cô bé Maria đã làm được những điều đó, thì chúng ta cũng có thể và phải cố gắng làm được. Xin cho chúng ta biết noi gương Đức Mẹ, dâng toàn bộ cuộc sống cho Thiên Chúa, tùy thuộc vào Chúa, biết lắng nghe thực hành lời Chúa như mẹ Maria.